thì giảm, độ ấm điện tăng, tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Đấy, Long hiểu cách làm chưa? Đầu tiên là viết cấu hình này, xong thì tìm ra vị trí. Tìm vị trí xong thì kẻ ra cho thầy cái sơ đồ này. Ý nói là đây là vị trí nó bằng đoàn hàm. Thì trong cùng một chu kỳ bán kính nguyên tử nó sẽ giảm, độ ấm điện tăng. Từ đấy nó thì suy ra kim loại và phi kim. Đấy, đây là tự luận làm như này. Thế còn làm trắc nghiệm thì các em biết rồi đúng không? Dựa vào câu thần chú. Điều nhanh. Thế bây giờ thầy sẽ cho thêm câu khác. Thầy cho thêm thêm một cái kali vào đây nữa. Thầy cho thêm cái kali vào đây. Nào bây giờ ai làm tiếp với thầy cái kali này nào? Cho một bạn khác nhá. Ngày mai nào. Là 19. Em làm nào biết ra 19? Mà lớn được kali là 39 đúng rồi, 39 chia 2 19,5 thì còn 19. Cấu hình viết nhanh nào. 3S2 3P6 và 4S1 đúng không? Tại sao lại thế? Thầy dạy các em cấu hình nhanh rồi đúng không? Có phải là 19 trừ đi gần nhất là 18 đúng không? 18 tức là A0 4S1. Đấy, cấu hình nhanh là như thế. Rồi, vị trí nào? 1A chu kỳ 4. Vậy các em xếp đây cho thầy. Đây là chu kỳ 4 này. Chu kỳ 4 này. Và đây là gì nhỉ? Đấy, chỉ cần cho cái kali đây là các em biết mọi thứ rồi. Vậy thì trong cùng một nhóm từ trên xuống thì bán kính nguyên tử thế nào? Tăng. Vậy thì kali so với natri làm sao? Kali lớn hơn natri. Sau đó natri lớn hơn magie, magie lớn hơn nhôm, nhôm lớn hơn silic. À, trong cùng một nhóm thì độ ấm điện thế nào? Tăng hay giảm? Giảm đúng không? À, độ ấm điện giảm, vậy thì thằng này sẽ nhỏ thằng này, nhỏ thằng này, nhỏ thằng này, nhỏ thằng này. Hiểu chưa? Đấy, bây giờ nếu mà thầy cho thêm nguyên tố clo thì các em biết cách làm chưa? Clo thì xếp ra vào nhóm 7A trong chu kỳ 3 thì 7A lớn hơn cả thằng này. Thì lớn hơn đống này. Đấy, hoặc là thầy cho thêm phosphor thì nó là nhóm 5A xếp vào đây thì 5A lớn hơn silic thì lớn hơn đống này. Đấy. Để làm tự luận nó làm như thế. So sánh như thế nào thì chúng ta so sánh một là tính kim loại, hai là tính phi kim, ba là tính oxit, bốn là tính bazơ. Đấy. Ví dụ nha. Người ta bảo so sánh tính chất hóa học của Al, Na, K, Ba chẳng hạn. Thì các em biết là đây là cái gì? Đây là kim loại phi kim. Kim loại đúng không? Kim loại so sánh tính gì? Ba kim loại so sánh tính kim loại. Không, kim loại chỉ có thành tính kim loại thôi, thành hết cái gì? Nó là kim loại thì nó chỉ có tính kim loại. Nó không có tính phi kim. Phi kim thì thành tính phi kim, nó là kim loại thì có kim loại. Vậy thì kim loại nào mạnh nhất? Tính kim loại giảm dần theo kali lớn hơn, bari lớn hơn, natri và lớn hơn, nhôm. Thế còn người ta cho so sánh tính này, cơ nguyên tố này. Nitơ, oxy, phlo, lưu huỳnh, phốt pho ạ. Thì các em nhận ra đây là những cái nguyên tố gì? Phi kim, vậy so sánh tính gì của nó? Tính phi kim, đúng rồi, vậy tính phi kim thay đổi thế nào? F lớn hơn O, lớn hơn N, lớn hơn S, lớn hơn P đúng không? Thế nó cho chất này. Nó cho chất là H2SO4 H3PO4 rồi là HNO3. Ví dụ như thế. Vậy thì các em so sánh tính gì cái này? Đây nó là cái gì? Nó là axit. Nó là axit thì các em so sánh tính gì của nó? Nó là axit thì tính thì phải so sánh tính axit. Nó là bazơ thì so sánh tính gì của nó? Là tính bazơ. Nó là cái gì thì mình so sánh tính đấy. Chứ không phải là axit thì các em đi so sánh tính bazơ vô lý.
Ví dụ một người đàn ông lại đi so sánh xem là hai người đàn ông này người nào nữ tính hơn à? Có lý nữa không? Hai người đàn ông thì so sánh người nào manly hơn chứ, đúng không? Đấy, acid thì so sánh acid mà nó là bazơ, so sánh tính bazơ cũng như con trai so sánh tính nam tính, còn con gái thì so sánh nữ tính. Đấy. Về D thì thầy không nói. Những trường hợp đặc biệt thế thì thầy không nói. Tắt điều hòa đi em ơi, thầy lạnh quá rồi. Ở sau rồi, tắt được sau rồi. Đấy, các em hiểu chưa? Bây giờ là lúc là chúng ta quay lại cái đề kiểm tra hôm trước. À, thầy cộng điểm đã nhỉ? Khánh thì cộng điểm nha. Câu hỏi Khánh là làm nhiều việc nên thầy cộng 2 điểm. Mấy câu gì nữa? Thật công bằng đúng không? Đây, 1 này, 2, 3, 4. 4 con. 4 con, theo còn của Cali là của Mai đúng không? Mai có 1 con thì cộng 1 điểm. Nhi có hiểu có hỏi gì không? Có hỏi gì không? Thầy hướng dẫn nào? Không có bạn hiểu, hướng dẫn cho bạn Nhi là thầy yên tâm đi. 129 hả? À, ok, bài 129 nhá. Bạn Nhi, bạn hỏi bài 129. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt X đông trong các phân lớp P là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 8. Các nguyên tố X và Y lần lượt là. Cho Hồng nè. Nha, yeah, tổng số hạt trên phân lớp P là 7 thì ta có điều gì nào? Kem cứ viết đều đều ra. Cứ viết đều ra, 1S2, 2S2, 2P6. 2P6 mà cái ra vào tổng số E trên phân lớp P là 7, vậy còn đủ chưa? Chưa, vậy còn thiếu đúng không? Viết bao giờ đủ thôi. Xong đến gì nữa? 3S2. Và bao nhiêu E thì... Ờ đúng rồi. Trên ta 7 rồi. Đúng chưa? Đến đây Nhi đã hiểu chưa? Nó là 3P6 rồi, vậy thì còn một E trên phân lớp P nữa là đủ. Bây giờ các em viết đến khi nào đủ 7. Mà vẫn còn thiếu thì phải sang P, mà sang P thì phải là 3S2 đầy mới sang P. Đấy, mà sang P chỉ cần một là đủ 7 để dừng luôn. Bây giờ đếm này xem bao nhiêu E. 10. 13. Ok. 13 E, nó chính là cái gì nhỉ? AL, đây là nguyên tố X, nguyên tố Y. Nguyên tố Y, số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 8. À, đúng rồi, suy ra số hạt mang điện của AL là P cộng E đúng không? Số hạt mang điện là bằng 13 cộng với 13 bằng 26 đúng không? Thế y nhiều hơn x 2 à 4 hạt, suy ra số hạt mang điện của 8 hạt, số hạt mang điện của y là 26 cộng với lại 8 bằng 34. Vậy suy ra Z của Y 34 chia 2 bằng 17. Vậy suy ra Y là cái gì? Em thưa thầy, suy ra Y là CL. Thế làm biết ra CL? Tại vì 34 chia 2 à? 17 nhân 2 lấy 17 nhân 2 ra 34. 34 gần nhất là 35,5. Đấy. Cách từ M tìm ra Z thì các em biết rồi, là chia đôi
lấy phần nguyên. Thế còn cách từ Z mà tìm ra M thì các em nhân đôi, xong rồi tìm cái M lớn gần nhất với nó, tức là các em phải thuộc cái M lớn. Đấy, vậy thì 35,5 đúng không? 17 nhân đôi là 34, 34 gần nhất 35,5 là clo. Vậy thì các em đã chọn đáp án nào? Ừ. Đáp án C. Câu này thầy chữa rồi đúng không? Thầy chữa rồi. Không phải cái phần này ấy thì thầy chưa chữa đến, nhưng mà trong cái bài trước là có rồi. À, vòng 1 là có cái bài này rồi. Chứ còn nếu cái phần này là thầy để các em tự làm, các em về nhà các em làm đi, có bao nhiêu bài thì báo thầy để cộng điểm tiếp. Không, không, không cộng luôn thôi, hôm nay đâu. Nó phải có chủ đề. Hôm nào mà thầy có chủ đề làm đề thi, trong đề thi học thì các em mới có cộng điểm. Rồi. Thế còn ai còn hỏi có gì nữa không? Bây giờ các em chuyển sang cái đề nhá. Không. Đây. À đây là cái đề lớp 12. Nhằm nhọt. Bây giờ chúng ta vừa chữa xong này, kem tự chấm chữa đâu, kem chấm cái đấy sai rồi à. Có một nào, có bạn nào mới không, có bạn nào chưa ai thì gọi không à. À, mời mày Long nào, những phát biểu sau đây câu nào sai, câu B, nguyên tử của các nguyên tố có cùng chu kỳ số, có số e bằng nhau, tại sao lại sai nhỉ? À đúng rồi, không phải số phân lớp mà là số lớp e. Số lớp e bằng nhau thì mới đúng, chứ còn có cùng số lớp, có cùng số e là sai. Rồi tiếp câu 2. À, mời Hoàng Minh, à mời Nhật Minh. Theo luật tuần hoàn thì tính chất hóa học của các nguyên tố biến đổi như thế nào? B. Điện tích hạt nhân nguyên tử tăng. Theo định luật tuần hoàn thì tính chất hóa học của các nguyên tố biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của gì? Của tích hạt nhân. Đúng rồi, tốt. Câu 3. Mình nào, bình tĩnh. Trong một chu kỳ khi đi từ trái sang phải thì thế nào nhỉ? Kim loại giảm, kim loại tăng. Đúng rồi, đáp án B. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. Đúng rồi, đáp án D. Câu 3, câu 4. Câu 4 về dung nào. Nguyên tử, các nguyên tố kim loại có tính chất đặc trưng. Đúng rồi, nhường ấy tông tạo thành ion dương. Kim loại là nó cái lực hút giữa hạt nhân và lớp vỏ rất là yếu, nó nhường e thành ion dương. Thế phi kim thì tính chất đặc trưng là gì? Nhận e thành ion âm. Nào câu tiếp, câu 5. À vậy là Nhi nè. Một nguyên tố có cấu hình ion tông 1s22 2b6 3s2 3b1, vị trí của nguyên tố là vị trí gì? À, nhóm gì? Đây giải thích vì sao nhóm 3 nào? Lớp ngoài cùng có mấy e? À, 3 e lớp ngoài cùng, đúng rồi. Thế tại sao nhóm A? À, đúng rồi, nguyên tố S hoặc là nguyên tố P thì là nhóm A.
Đây, E cuối cùng xuống nhóm P đây. Phân lớp P là nhóm A. Thế vì sao chu kỳ 3? À, 3 lớp E đúng không? Một lớp này, hai lớp, ba lớp thì ba lớp E. Rất tốt. Đấy, em hiểu đấy. Câu 6. Mời Khánh nào. Bạn nào nhanh thì được. Rồi. Bạn nhanh hơn bạn đưa trước. Nguyên tử của nguyên tố nào ra đây? Nhường E nào. Nhường một E. Em cho A, Nari. Giải sao? Giải thích vì sao cho Nari? À, nó một A đúng không? Một E cuối cùng. Sẽ nhường một chính xác. Câu 7. Mời Dung nào. Câu 7 đáp án gì? D. À, D hay B? Để thầy xem nhá. Nguyên tố R có cấu hình. Rồi bây giờ thầy nghe thầy phân tích này. Từ từ nào. Nguyên tố R có cấu hình như anh tông nguyên tử là 1S2, 2P3. Sau đó làm sao nào? Em giải thích. Em giải thích nào. Ok, chặt tơ nào. Chặt tơ, thầy chưa kết luận. Không cãi. Nào, để nghe bạn giải thích nào. Có giá trị cao nhất. Đây, nhìn cấu hình này em suy ra điều gì? Suy ra nó là nhóm gì đây? Nhóm 5A. Hóa trị cao nhất với oxy thì bằng số thứ tự của nhóm em ạ. Đây là nhóm 5A thì là hóa trị cao nhất với oxy là 5. Từ đó suy ra hóa trị với hydro là bao nhiêu? Là 3. À, vậy thì phải là RH3 và R2O5. Phải đáp án gì? Đáp án D. Đáp án D4 nhá. Các em hiểu bài chưa? Rồi, câu 8. Bạn em bảo bạn Phương xung phong lên. Bạn chân tài nào. Bạn ấy có giơ tay đâu. Em trả lời câu 8 nào. Các nguyên tố nhóm A trong một lần hoàn là gì? Em đọc nào. Các nguyên tố nhóm P. Ở đây, đúng rồi. D chính xác là các nguyên tố S hoặc là nguyên tố P. Cái này thầy dạy rất kỹ rồi đúng không? Tốt. Câu 9. Em tốt nhất câu 9 đấy thầy. Em xung phong đi. Mời Đức Anh nào. Tìm phát biểu sai khi nói về quy luật biến thiên tuần hoàn trong một chu kỳ. Đọc cái thầy câu nào. Hóa trị hay là cái gì? Đọc thầy cái đáp án thế nào. Hóa trị đối với hydro của phi kim giảm dần từ 7 đến 1. Trong cùng một chu kỳ. Chúng ta xem cái đúng trước em ạ. Xem cái đúng trước thì cái sai tính sau. Ví dụ nhá. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần đúng hay sai? Đấy, chắc chắn là đúng, không phải cái này. Rồi, oxit và hydroxit này có tính ba dơ giảm dần. Đúng hay sai? Kim loại giảm dần thì tính ba dơ cũng giảm dần. Tính axit tăng dần đúng hay sai? Tính phi kim tăng thì tính axit cũng phải tăng. Vậy thì hai cái này chắc chắn là sẽ đúng này. Bây giờ đến này nhá. Hóa trị cao nhất với oxy tăng dần từ 1 đến 7. Các em biết rằng là hóa trị cao nhất oxy thì bằng số nhóm mà. Mà nhóm thì tăng dần từ nhóm 1 đến nhóm 7. Thì có phải là hóa trị cao nhất tăng từ 1 đến 7 đúng hay sai? Đúng, vậy thì con nào sai? Con này sai sai. Tại sao sai? Hóa trị đối với hydro của phi kim giảm dần. Hóa trị với hydro nó phải tăng dần đúng không? Biết rồi, nhưng mà thầy đang nói đúng không ạ? Đúng của nó là phải là tăng dần. Trong hóa trị hydro là giảm dần từ 4 đến 1. Đúng rồi. Chính xác. Carbon là 4 này.
Carbon là 4, xong rồi giảm xuống gì nhỉ? Nitơ là 3. Xong rồi đến oxy là 2, đúng rồi, calo là 1, thay phlo là 1 đấy, chính xác. Hóa trị với hydro giảm dần từ 4 đến 1. Chứ không có hóa trị với hydro 7 đâu. Hóa trị với hydro max là 4 thôi. Max là 4, giảm dần từ 4 đến 1. À, câu này Văn Hà vừa trả lời nhỉ? À, Đức Anh, tốt. À, mày không nào? Số 10 nào? Trong một nhóm A theo chiều từ đích hạt nhân tăng dần thì C. Tính bazơ của các oxit và hydroxit tăng dần. Nó bảo là trong một nhóm A theo chiều đúng rồi. Trong một nhóm từ trên dưới là tính kim loại tăng thì tính bazơ cũng gì? Cũng sẽ tăng. Đúng rồi. Tính bazơ của oxit và hydroxit tăng dần, đúng. Câu này dễ. Để update điểm nhá. À, thầy bên này trước dùng 2 điểm hả? Rồi. Mình 1 điểm. Rồi. À, Bình. Bình mấy câu? Long. Rồi. À, Đức Anh. Rồi, ai nữa? Bên này Trang Đài. À, Hồng, Hồng có điểm không nhỉ? Không biết giơ tay. À, ai nữa? Khánh, à, Nhi, Khánh. Ok, hết chưa? Bây giờ đến tự luận nhá. Tự luận nào. Hợp chất khí với hydro của một nguyên tố có dạng RH2, oxit cao nhất của R chứa 60% oxy, xác định nguyên tố. Cái dạng này thầy dạy rất là kỹ rồi đúng không? Bây giờ thầy xem ai đang điểm ít nhất thì thầy gọi. À, Dung này, Dung 5 điểm, Hồng 3 điểm, Hồng 3 điểm đúng không? Thế em xung phong không? Em có. Ờ, thế em làm đi. 23, 23 là Hồng ít điểm nhất. Ok. RH2 này thì từ đó em mới suy ra là hóa trị với hydro bình tĩnh. Hóa trị với hydro bằng mấy? R2. Từ đó em mới suy ra hóa trị với oxy. R8 - 2. Đúng rồi, hóa trị với oxy. 6. Oxy bằng 8 trừ 2 bằng 6, vậy suy ra oxit là RO3. Thế em giải thích vì sao lại là RO3? Tại vì trên kia nó 6, trên kia nó 2 thì... Rút gọn đúng không? Rất tốt. Đấy, 6 với lại 2 thì rút gọn đây là còn 1 và 3 chéo đi, rất tốt. Phần trăm của R hay phần trăm của O nhỉ? Để bà cho. Phần trăm của R hay của O đây? Ờ, phần trăm của O. Đâu? R mà. À đây chứa 60% oxy. Nghĩa là 60% sẽ bằng. Rồi, phần trăm khối lượng oxy bằng 60%, tức là bằng bao nhiêu đây? 60%. Bằng 16 nhân 3 chia cho R cộng 16 nhân 3. Đúng rồi, nhân với 100. Bằng 60. Đấy, sau đó bấm shift zone. 32. Có bạn nào chưa biết cách bấm shift zone rồi ra tay nào? Đây, shift zone nhá, bấm theo thầy này. Casio ấy cái giống nhau mà. Đây, Casio giống nhau mà. Đầu tiên là bấm là 16 này nhân 3 này. Được chưa? Bấm đi. Alpha x cộng 16 nhân 3 nhân 100 đã. Đấy, xong thì alpha bằng 60. Đấy, bấm đi hết này đi. Đấy, shift zone bằng. Đấy, 32.
Thế sao em bảo em chưa biết cách bấm? Em nói đùa à? Thế ai chưa biết cách bấm đưa tay thì hướng dẫn lại nào. Ờ thế nhá. Thế là em biết rồi. R bằng 32. Thế suy ra R là gì? Ok. Nó hỏi câu hỏi gì nữa không nhỉ? Nó chỉ hỏi R là nguyên tố gì thôi đúng không? À, xác định số khối, nguyên tử khối, ok xong. Cộng điểm nha. Câu này thì cộng 2 điểm. Câu này 2 điểm. Tôi 3 điểm. À mày dung nè. À, bạn Dung bạn ấy đang làm mà. Bạn Dung bạn ấy đang nghĩ điểm. Bạn Dung bạn đang nghĩ điểm với bạn Dung Phong. Đấy. Dung 6, 5 điểm. Hồng nên 5 điểm rồi, ok. Nào mời em nào. Rồi. Ok. Công thức hydroxit không có. Có. Chả cái nào không có cả. MgO2 lần. Bất kể cái nào cũng có công thức hydroxit hết nhá. Phi kim thì là nó là axit mà kim loại thì là bazơ. Thế so sánh tính chất hóa học của Mg với nari với nhôm. Tính chất gì? À, tính kim loại Na lớn hơn. Lớn Mg lớn hơn Al. Giải thích vì sao? Vì viết cấu hình ra. Viết cấu hình ra xong xếp nó vào vị trí trong bảng tuần hoàn. Thì cùng nhóm, à cùng chu kỳ đúng không? Cùng chu kỳ 3. À, cái này nari là nhóm 1A, này nhóm 2A, cái này nhóm 3A. Thì tính kim loại sẽ giảm. Đấy, giải thích như thế. Được chưa? Bây giờ thầy chấm điểm nhá. À, thầy cộng điểm cho bạn bạn Dung. Dung thầy cộng 1 điểm. À bài này 2 điểm. Bây giờ thầy chấm điểm này. Ở trên này 5 điểm, 5 điểm bao nhiêu câu đây? 10 câu. Vậy thì mỗi câu là không phải 5 điểm. Rồi, thế còn cái phần ở dưới này. Cái rò mà em tìm được Liêu Huỳnh là được 2 điểm. 3 điểm nhá. 3 điểm thầy chia này. Thầy chia 3 điểm này. Ok trật tự. Cái này là 0,5 điểm này. Xác định chu kỳ nhóm tính kim loại trên vi kim. Cái này là 1,5. Mỗi ý là được 0,5 này, tổng là 1,5. Chu kỳ nhóm vi kim ơi. Rồi, hóa trị cao nhất. Hóa trị cao nhất với oxy, công thức của oxy cao nhất, công thức với oxy, cái này là 0,5, cái này 0,5. Rồi cái này 0,5. Đấy bây giờ kem chấm đi bao nhiêu điểm thì thầy sẽ cộng bấy nhiêu điểm? 5. Năm nhầm sao? Đây phải như em này. Ờ phải trình bày ra rõ ra. Ok em chưa trình bày để em làm cái này. Em làm ra là đúng, em có ý thức làm. Nếu mà chỉ làm nháp không thì tìm được tổng số điểm. Là tổng số điểm phần tuyên luận. Nào Khánh nào. 9 nào. À Minh nào. Rồi. Đức Anh nào. Hoàng Anh nào? 5 à? Sao làm biết thế em? Hồng nào? Hồng chưa làm à? Không, làm ở nhà cơ. Làm nhà thế, tao nói cho không. Mai? 8,8 à?
Ơ nhưng mà làm gì có câu nào 8,8 làm sao nhỉ? Đúng điểm. Nhưng mà thế là làm trước khi để chữa. Phải làm trước khi để chữa à? Phải làm trước khi để chữa. Vâng, thế là được anh chưa được. Thế đài mai là 5. Đài. À 8,5, 8,5. Rồi rồi rồi. Thôi các em này, trung thực tài chính. Đài nào. Cái đài ấy. Đài thầy vừa phát đây. Buổi trước em nghỉ à? Bình nào. Đó. Tính kim loại, tất cả kim loại tính xoay tính kim loại. Tùng nào, 10 à? Thiện nào, xin làm. Cửa, Long nào, 9. À, Dung nào, ơi, thôi được rồi. Bây giờ những bạn nào mà làm trước khi để chữa nào? Rồi. Hồng Hồng 8 hả? Hồng 8 thầy chia đôi được 4 nhá. Thế là tốt rồi. Ờ, bạn nào mà làm ở nhà thì được nguyên điểm. Thì em tính một nửa ở nhà làm được nguyên điểm, ở đây thì em chia đôi. Em tính lại. Khánh nào? Chị em. Ờ, thế được em nguyên điểm. Bạn nào mà làm ở đây thì thầy chưa cộng đúng không? Giờ Thiện nào? 9 à? 9 thì chia đôi 4,5 nhá. Ơi, ai nữa? Đức Anh thì còn 8,5 hả? Ơi, còn ai nữa nào? Nhi nào? 7 chia đôi còn 3,5 nhá. À thế hả, đủ hết rồi hả? Rồi. Có ai nữa không? Mai. À. Tại sao mà thầy muốn các em làm ở nhà mà không muốn các em làm ở đây? Bởi vì là làm ở đây ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc nghe giảng em ạ. Trong quá trình thầy giảng ở đây ấy, thầy không để thời gian nào để các em làm đề đúng không? Thầy toàn giảng bài khác thôi. Thế mà các em vừa làm, các em vừa nghe thì sao hiệu quả? Đấy lý do vì sao mà thầy muốn các em tập trung làm ở nhà, hoặc là các em chưa làm thì chưa làm luôn. Hoặc là các em làm ở nhà thì làm hoàn thiện, chứ không vừa làm việc này vừa làm việc kia thì nó không hiệu quả. Đấy là lý do sao mà lại không khuyến khích. Với hai nữa là các em không làm ở nhà nên làm đây thì các em lấy cái bài của bạn các em chép rất là nhanh, thầy không muốn điều đó. Thì đấy là thầy bảo có những bạn như thế, không phải em. Rồi bây giờ vừa 9:30 đấy, nên là thầy cho các em tạm nghỉ. À, em 15 phút điểm gì? 7 à? Đây, thầy để tạm đây rồi. Ok, thầy cộng lên trên nhá. Rồi. À bạn Dung bạn ấy có 7 điểm kiểm tra 15 phút. Tùng cộng rồi. À đây. Của Minh nó mới cao nữa cơ. Được chưa?